Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì đã có mặt trong ca live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì bên em sẽ lên cho các bác một cái lô sản phẩm áo thun cổ bẻ với cái chất liệu chính sẽ là cái chất cốt tông nha các bác. Và cái lô sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì đến 100% nó sẽ là hàng của thương hiệu lớn nha các bác. Nó sẽ là chất cốt tông. Nói qua một chút về cái hình thức mua hàng thì các bác có thể nhắn tin này, SMS gọi điện trực tiếp cái bạn Zalo gửi cho em cái mã của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin đóng gói hàng và ship hàng đi cho các bác trong ngày luôn nhé. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày tùy khoảng cách và tùy vùng miền. Và tất cả những cái sản phẩm trong lô hàng của chúng ta ngày hôm nay đều được miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Bao ship toàn quốc, nhận hàng mở hàng ra kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Đó. Đây thì chúng ta sẽ có những mã áo cốt tông cổ bẻ. Đó. Thì với cái dòng áo cốt tông thì khi các bác mua hàng thì lưu ý giúp em một điều nhé. Thường thì những cái sản phẩm áo sơ mi hay áo thể thao của nhà bên em thì các bác biết rồi, độ mới của nó sẽ rất là cao. Đó. Còn riêng cái dòng áo cốt tông thì độ mới của nó sẽ không bằng nha. Nói một cách ngắn gọn và thẳng thắn là độ mới của nó sẽ không bằng những cái dòng áo sơ mi hoặc là những cái dòng áo thể thao. Và giá bán của từng sản phẩm thì bên em cũng sẽ điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái chất lượng của từng sản phẩm, đưa cho các bác mức giá tốt nhất để các bác có thể săn những cái sản phẩm hàng hiệu này về mình sử dụng nhé. Đó, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng mã E và khách hàng mới thì vẫn vui lòng chuyển khoản cọc thì bên em mới đi đơn được nhé. Đó, hàng hiệu rất là nhiều nha các bác. Cái test này là cái test hàng hiệu, ngày hôm nay thì em có tầm 58 mã và còn cái số còn lại trong test thì em đang tính sẽ lên live vào buổi trưa thứ bảy hoặc chủ nhật và bán sale cho các bác mức giá từ 50, 80 đến 100 nghìn một mã nhé. Hàng hiệu vẫn còn rất là nhiều. Còn cái lô hàng này thì là cái lô hàng tuyển những cái con đẹp nhất ở trong cái tiệm đó nha các bác. Đó. Mã đầu tiên, E1, lên cho bác một cái sản phẩm của nhà Lacoste. Con này phối màu thì một phối màu xanh lá nhé. Độ mới áo còn rất là đẹp. Đó. Đó. Các bác nhìn cái form áo nhé, form cốt tông áo còn rất là đẹp, form dáng còn gần như là còn nguyên bản, màu của nó thì còn vẫn rất là tươi nhé, màu còn rất là tươi. Đó, chất cốt tông thì khi các bác mua hàng, đặc biệt là hàng cốt tông thì các bác nên kỳ vọng cái độ mới nó thấp hơn xuống một chút so với cái dòng sơ mi và cái dòng thể thao của nhà bên em nhé, để khi các bác nhận hàng thì các bác đôi khi đỡ bị hụt hẫng nha các bác. Đó. Còn tất nhiên rồi, đây là hàng tuyển mà, thì tất nhiên độ mới của nó thì vẫn mới nhất trong cái thị trường đồ si rồi, nên các bác cứ yên tâm. Và giá bán của lô hàng ngày hôm nay thì cũng cực kỳ êm luôn nhé, cực kỳ phải chăng. Cái này để cho các bác mức giá là 250.000, ok chưa ạ? Một con Lacoste 250.000 size số 6 nhé, con này size số 6, con này tầm size XL cho em nhé. Bác nào mà cỡ 75 cân thì mặc theo cái form rộng rãi thoải mái. Còn chuẩn size cỡ 80-85 cân mặc đẹp cho em nhé. Nó rơi vào tầm size XL lớn nhé. Đó. Con này 80-85 mặc đẹp. Đó, 75 cân mặc vẫn được thôi, nhưng mình mặc theo cái phong cách nó rộng rãi thoải mái thì ok. Áo còn rất là đẹp đấy nha các bác. 250.000 thôi ạ. 250.000 thôi nha. Và bao ship cho các bác luôn nhé. Con này em thấy thường người ta bán 4-500 một áo đấy. 4-500 một áo là cốt đấy. Đó, tem trên tem dưới đầy đủ nha. Đây, cho các bác xem con cá luôn nhé. Check thoải mái cho em nha. Con này mà E1 cho em 250.000. Áo còn rất đẹp. E2 liên tiếp cho bác thêm một con Lacoste. Con này Lacoste màu đen. Con này thì nó rơi vào tầm size M nha các bác. Con này rơi vào tầm size M. Con này màu đen nhé. Màu đen còn rất là tươi, màu còn rất là đậm. Đó. Thường thì thể thao thì bên em có con như có, thường thì độ mới của nó 90-95, thậm chí 99%. Còn áo thun cổ bẻ thì cũng bao cho các bác là ít nhất thì nó cũng phải 80% độ lên nhé, nên các bác yên tâm đi. Còn dòng cốt tông khi các bác chơi thì các bác phải chấp nhận một cái sự thật là độ mới nó sẽ không cao bằng thằng thể thao và thằng sơ mi đâu. Con này size M cho em nhé, con này thì nó rơi vào tầm size M, size của nó là size số 4, là cốt màu đen, còn rất là đẹp. Đó. Con này các bác mua thì thường các bác phải bỏ ra 400-500 nghìn các bác mới mua được đấy. Lacoste đen nhé, con này tư vấn cho các bác tầm 60-65 cân, cao 1m65 mặc là đẹp, nó sẽ rơi vào tầm size M nhé, bác nào tầm 1m65 mặc là đẹp nhất nhé. Đó, mặc 1m7 con này em sợ bị ngắn áo đấy. Con này mặc E2 cho em 250.000, 250.000 cho mặc E2 nhé. Đây cũng là một con Lacoste rất đẹp. Đó, E2 cho em nhé. Tiếp theo E3 này, E3 thì em lên cho bác một con polo, polo ngựa lớn luôn nhé. Dòng này nó sẽ là polo sport Ralph Lauren, đẹp quá.
hàng của Polo Ralph Lauren đấy, màu đen nha các bác, màu đen tem chuẩn của nhà Polo đây nhé. Đó, con này thì size của nó cũng hơi lớn một chút đấy. Size con này bác nào phải tầm 85-90 cân nhé, 85-90 cân mặc cho em nhé. Size nó sẽ là size 2XL. Con này bán cho bác mức giá là 180.000, chất cốt tông áo còn rất là đẹp, rất là mới nha. 180.000 cho em mặc E3, mặc E3 nha các bác. Đó, con này em mới giặt xong. Đó, rất là sạch sẽ, tươm tho rồi nhé. Màu con này cũng rất là tươi tắn, màu con này cực kỳ tươi luôn. Đó, nó không có bị xuống màu và áo nó cũng chưa có bị xuống form đâu. Con này 180.000 size 2XL mặc đẹp nha. Tiếp theo mặc E4 lên cho bác thêm một con Lacoste màu xanh dương. Đây, cái này em giặt nó chưa khô nhé, nó không phải nó bị phai màu đâu. Những cái phần các bác nhìn thấy màu đậm hơn là nó chưa khô nhé, áo em giặt còn chưa khô nhé. Con này màu còn rất là đẹp, chất cốt tông form dáng áo còn rất là ok. Con này size số 6 cho em nhé, size số 6. Con này cũng phải tầm 80-85 cân nhé, 80-85 cân mặc đẹp. Con này 90 cân mặc vẫn vừa, 90 cân mặc vẫn vừa nhé, size con này size số 6. Đó, ngoài việc các bác nghe em tư vấn về sản phẩm, về cân chiều cao, cân nặng của từng mã thì các bác cũng phải nhìn vào bảng thông số giúp em nhé. Thường thì các bác nên mua theo cái thông số mà bên em đã đo đạc của sản phẩm nha các bác. Đó, con này 230.000, 80 mặc rộng rãi thoải mái, chuẩn size là 85/85 cân một chút nhé. Size con này size số 6. Đó, 230.000 mã E1. E5 lên cho bác thêm một con cá này, thêm một con Lacoste màu cũng rất là đẹp, chất cốt tông form dáng còn rất là ổn nha. Đó, con này size của nó là size số 6. Size số 6 thì con này tầm XL mặc là đẹp này, con này XL mặc là đẹp nhé. Bác nào 75 cân, con này 75 cân mặc đẹp rồi, có nghĩa là con này 75-80 cân mặc đẹp cho em nhé. 75-80 cân, con này giặt cũng chưa khô nên các bác nhìn nó có màu đậm đậm ở đây, có nghĩa nó chưa có khô nhé, chứ không phải là bị phai màu hay bị ố màu đâu. Một con áo bán ra nó có lỗi lầm như thế nào bên em báo trực tiếp trên live cho các bác nhé, các bác yên tâm. Áo vải còn rất là đẹp và cái màu của nó còn cũng rất là tươi nhé. Hàng Lacoste, con này size số 6 nhưng mà con này chuẩn size là bác nào 75-80 cân mặc đẹp rồi, 75-80 cân mặc là đẹp rồi cho em nhé. Đó, tem trên tem dưới đầy đủ cho em nhé. Con này nó có 2-3 tem đấy nhưng một tem nó bị cắt. 230.000 một con Lacoste như thế này thì quá là ok rồi đúng không ạ. Con này mặc E5 cho em 230. E6 lên cho bác một con Fred Perry, một cái mã các bác không thể bỏ qua trong cái live buổi tối ngày hôm nay nhé. Bởi vì cái giá bán của nó nếu các bác mua mới thì nó cực kỳ đắt luôn. Con này hàng của Fred Perry, hàng của Anh nhé, hàng của Anh. Thương hiệu nó lớn tương đương với thằng Burberry đấy các bác. Đó, con này các bác mua mới thì nó cũng 3-4 triệu một áo nha. Con này áo cũng rất là đẹp. Con này size của nó sẽ là size S cho em nhé. Bác nào mà đang mặc áo size S thì mặc con này quá đẹp rồi. Đó, con này tầm 50-60 cân, cao 1m65 đổ lại mặc đẹp cho em nhé. 50-60 cân, cao 1m65 đổ lại mặc con Fred Perry này cho em. Hàng bông lúa đấy các bác, con này mua mới cực kỳ đắt luôn. Đó, và trên thị trường đồ si thì các bác mua được một con áo này với cái độ mới như thế này các bác phải bỏ ra ít nhất là 400-500 nghìn. Đó, các bác cứ đi tham khảo giá thoải mái. Con này chất cốt tông cho em nhé, 250.000 mặc E6 này, size trên áo để size S nhé. E7 lên cho bác thêm một con Lacoste, con này thì size số 5 nhé, Lacoste size số 5 phối kẻ sọc ngang, màu cũng rất là dễ mặc luôn. Con này size số 5, chất cốt tông, form dáng áo gần như là còn nguyên bản luôn, form còn rất là đẹp nha. Đó, tem xin tem dưới đầy đủ nha. Con này size số 5, cá đây. Các bác chơi Lacoste được thì các bác nhìn vào cái logo là các bác biết hàng nó có chuẩn hay không rồi. Con này size của nó là size L đấy các bác. Con này chuẩn size L luôn. Cỡ bác nào 65 cân thì mặc nó rộng rãi thoải mái nhé. Chuẩn size là tầm 70-72-73 cân mặc đẹp cho em nè. Con này chuẩn size L đấy. Size số 5 cho em nhé, Lacoste size số 5, chất cốt tông màu còn rất là đẹp, màu còn rất là đẹp nhé. Con này 230. Polo Ralph Lauren, ngày hôm nay thì hàng nó cũng khá là nhiều nên bên em sẽ tiết kiệm thời gian và giới thiệu sản phẩm nó nhanh cho các bác để các bác chọn hàng nhé. Con này mặc E8 cho em, một con Polo Ralph Lauren với cái chất liệu cốt tông mịn nhé. Đó, chất liệu cốt tông mịn, con này trên thông số để là size L, nhưng mà nó cũng là size L của châu Âu thì nó sẽ rơi vào tầm size XL của châu Á nhé. Bác nào 75 cân mặc hơi rộng rãi thoải mái một chút, chuẩn size là 80-80 cân một chút cho em, mặc đẹp cho em nhé. Con này nó rơi vào tầm size XL màu vàng, màu này thì mặc rất là dễ mặc nhé. Con này thì rất là mới, rất mới nha,
mới tinh tươm luôn, và cái chất liệu của nó là chất liệu cốt tông mềm, các bác mặc lên người thì nó cực kỳ thoải mái luôn. Con này để cho các mức giá là 200.000 độ mới cao nhé. Cái lô hàng này gần như bên em bán là bán với cái mức giá tri ân rồi đó, rất rẻ nha, 200.000 cho em mã này nhé. Đó, bác nào mà cỡ 75-80 cân, 75-80 cân mã này e tặng các bác. E chỉ nêm lên cho bác một con Nike, con này thì Nike của đội tuyển Anh này. Bác nào mà fan của Tam Sư thì lấy con này cho em nhé. Logo của đội tuyển Anh và logo của Nike được thêu. Con này size trên áo để là size XL nhé, size XL. Con này tư vấn chuẩn size cho các bác là phải tầm 85-90 cân. Size XL này thì nó cũng rơi vào tầm size XL của châu Âu đi, thì nó sẽ rơi vào tầm size 2XL của châu Á nha các bác. Đó, áo Nike con này màu sáng màu nhé. Độ mới của nó sẽ không quá xuất sắc như những cái con polo thể thao mà bên em thường bán đâu, bởi vì chất cốt tông mà các bác. Đó, nhưng mà con này bán cho bác mức giá 180.000, và đặc biệt nó là đội áo của đội tuyển Anh, thì với cái mức giá này thì là cái mức giá quá là ngon rồi, quá là ngon cho một con áo này rồi. Đó, Euro sắp đến rồi, các bác mặc con này các bác đi xem bóng đá cho. Nếu mà các bác là fan của đội tuyển Anh nhé. Con này nó rơi vào tầm size 2XL, 180.000 cho em mã E9 nhé. Con này cỡ 85-90 cân, 85-90 cân nha, chuẩn size 2XL châu Á luôn. Đó, hàng chính hãng của Nike đội tuyển Anh. Con này sản xuất tại Việt Nam nhé, tem đi kèm với cốt là đầy đủ cho em. Chất cốt tông form dáng áo của rất là đẹp, 180.000 siêu rẻ luôn. E9. E10 lên cho bác thêm một con Lacoste này. Con này size của nó là size số 3. Đó, size số 3 nha các bác. Đôi khi em nói thật nhé, các bác đừng, khi các bác mua hàng, đặc biệt là hàng online, các bác đừng quan tâm tới size nó đánh trên áo làm cái gì nhé. Size nó sản xuất ở mỗi nước thì thông số của sản phẩm nó khác nhau hoàn toàn luôn. Một là các bác nghe theo bên em tư vấn cái chiều cao cân nặng, có thể các bác mặc rộng một chút thôi, nhưng mà ít khi em tư vấn là các bác mặc bị chật lắm. Mặc rộng một chút thì vẫn rất là ok đúng không ạ? Còn mặc chật thì gần như là không có đâu. Em tư vấn em cầm con áo đây là em biết nó sẽ phù hợp với size số là bao nhiêu. Con này nhé, con này em tư vấn cho bác là 60-70 cân. Không, con này 60-65 thôi, con này 60-65 cân, size của nó rơi vào tầm size M. Nói chung bác nào mà đang mặc áo thun size M thì lấy cái mã này cho em nhé. Con này sẽ là mã E10 cho em, vẫn là hàng của Lacoste thôi. Đó, con này màu đẹp, màu rất là đẹp luôn. Tem trên, tem dưới đầy đủ nha các bác. Đó, đây, tem đây, cá đây các bác, cúc này. 220.000 nha các bác, con này chuẩn size M luôn, 60-65 cân mặc đẹp. 60-65 cân mặc đẹp, size này chuẩn size M luôn nha các bác. Mã E10 cho em là cút 220, quá rẻ. Polo Ralph Lauren siêu phẩm này, siêu phẩm Polo Ralph Lauren. Con này các bác mua nhé, thường các bác phải bỏ ra ít nhất 500-700.000 các bác mới mua được quần áo này nha. Con này thì nó chuẩn size L, chuẩn size L mã E11 cho em 300.000. Mấy con màu sáng màu như thế này nó dính một vài vết bẩn về tự ngâm tự giặt cho em nhé. Những cái vết bẩn này nó không phải là những cái vết bẩn cứng đầu đâu. Những cái vết bẩn này các bác ngâm giặt là nó sẽ sạch. Con này về các bác ngâm lại giặt lại một lần cho em thì nó cực kỳ đẹp luôn. Hàng Polo Ralph Lauren. Con này tem vàng nhé, tem mới của nhà Polo đấy. Chẳng ai bán cho bác con áo này với mức giá là 300.000 đâu, em nói thật đấy. Đó. Có những khi em về được cái kiện đẹp nó nhiều hiệu thì bên em bán rẻ thôi. Con này thì để cho các mức giá là 300.000, chuẩn size L luôn cho em nhé. Con này các bác không lấy thì không thể lấy được con nào đâu. 300.000 hàng Polo Ralph Lauren, tem lớn, kinh khủng luôn. Một kiện nó có hai con thôi, em còn thêm một con nữa. Các bác đợi nha. Con này E11 cho em nhé, E11 300.000. E12 lên cho bác một con Fila, con này cũng là chất cốt tông, nhưng chất cốt tông của nó sẽ là chất cốt tông mềm nhé. Sờ cực kỳ mềm mại, cực kỳ sướng tay luôn. Logo Fila này, màu trắng, chất cốt tông mềm nhé, made in Peru, tem cốt chính hãng của Fila đây, cốt đây. Rồi con này tư vấn cho các bác là tầm 70 đến 75, 76 cân mặt đẹp. Con này chuẩn size L nhé, con này chuẩn size L luôn ạ. Đó, con này chuẩn size L cho em nhé, 70-75 cân mặt đẹp, chuẩn size L luôn. Áo của Fila nhé, con này màu trắng nhưng độ mới của nó cực kỳ ổn luôn. Đó, chất là chất cốt tông mềm cho em nhé, mặc đi chơi, thậm chí chơi thể dục thể thao vẫn rất là ok. Con này 200.000 mã E12. Đẹp không ạ? E13 này lên cho bác con US Polo. Đó, con này cũng là cái dòng Polo luôn nhé. Con này thì size nó trên áo nó để là size XXL các bác thấy không? Nhưng mà con này thông số bên em đo ra thì nó tầm size M thôi. Con này em tư vấn chuẩn size cho các bác nhé. Bác nào cao 1m65, nặng từ 70 đến 75 cân mặc đẹp, 1m65,
nặng 70-75 cân mặc đẹp cho em nhé. Con này thì nó cũng là dòng Polo, nhưng nó sẽ là dòng US Polo, giá bán của nó cũng siêu đắt luôn nhé. Con này phối màu cực kỳ sang với cái chất liệu là cốt tông mềm. Đó, tem cốt chính hãng đây nhé. Con này tư vấn cho các bác nhé, bởi vì con này chiều dài áo là chiều dài áo của size M, nhưng mà chiều ngang áo thì lại chiều ngang áo của size L. Nên bác nào có cân nặng từ 70-75 cân và cao 1m65, mặc mã này em bao cho bác là vừa vặn từng cm một luôn. Con này mã E13 nhé, E13 190. E14 lên cho bác một con Puma, con này chất cốt tông pha với thể thao nhé, nó có độ co giãn nhẹ. Đó. Màu rất là đẹp luôn ạ, màu rất là đẹp nhé. Con này thì ở phía bên trong nó hơi sờn sờn chút vải như thế này, các bác về các bác lấy con dao cạo râu đấy, các bác cạo đi là nó sẽ mịn, nó sẽ sạch sẽ nhé. Bởi vì em không có thời gian em làm mấy cái này đâu, và con này em bán cũng rất là rẻ cho các bác thôi. Con này được sản xuất tại Egypt, 50% polyester, 50% là cái chất cốt tông, màu rất là đẹp, vải còn rất là mới luôn. Đó, con này có chút vấn đề nhỏ phía trong cổ áo, nó có bị sờn một chút như thế này, các bác về lấy cái dao cạo râu các bác cạo nhẹ đi là nó sẽ sạch, là cái vấn đề sẽ được giải quyết nha. Con này áo thì còn rất là đẹp, rất mới, vải còn rất là mới nha, đặc biệt phối màu con này là siêu đẹp. Con này size của nó là size M nhé, con này size M Âu nhé, thì nó sẽ chuẩn size L của châu Á cho em nhé. Con này bác nào mà đang mặc áo size L thì lấy mã này xem, size L thì lấy mã này nhé, logo Puma, logo thêu 100%. Con này made in Egypt, sản xuất tại Ai Cập. Con này 170.000 bao ship nha, về xử lý cái phần bên trong của áo cho em. Đó, nó có một cái vấn đề nhỏ thì em cũng sẽ báo cho các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nhé. Con này 170.000 mã E14 ạ. E15 lên cho bác một con Polo Ralph Lauren. Con này thì màu xám rất dễ mặc, chất cốt tông mềm nhé. Con này chất cốt tông mềm, hàng của Polo Ralph. Con này cũng là dòng tem vàng, dòng tem mới nhé, made in Việt Nam. Tem cốt của nó đây. Đó, rất là nhiều tem luôn nhé. Con này chỉ size trên áo để là size L, và con này cũng chuẩn là size L luôn. Bác nào đang mặc áo thun size L thì lấy mã này nhé. Polo Ralph Lauren, vải còn rất là đẹp. Đó, nó là chất cốt tông mềm nhé. Các bác nhìn cái form áo nó còn gần như là còn nguyên vẹn, rất mới luôn. 180.000 bao ship. Ok chưa ạ? Con này mã E15 cho em nhé, hàng tem vàng, hàng mới sản xuất của Polo. E16 lên cho bác một con Uniqlo. Con này thì hàng mới nguyên tem mạc nhé, hàng chính hãng của Uniqlo Nhật Bản. Đó. Con này phối cũng rất là đẹp. Con này thì chuẩn size L luôn ạ. Chuẩn size L nhé. Trên áo nó để là size L luôn. Bác nào mà đang mặc áo thun size L thì lấy mã này xem. Hàng chính hãng Uniqlo, phối màu cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Con này mới nguyên tem mạc, các bác mua mới phải tầm 8-900, thậm chí là hơn 1 triệu. Tùy mùa. 130.000 cho em. 130.000 cho em. E16. E17 lên cho bác một con Ferrari. Con này em nghĩ nó là hàng chuẩn đấy. Nó là Ferrari của Puma đấy. Hiếm vô cùng luôn đấy ạ. Đó, con này để cho các mức giá là 200.000 luôn. Ok chị ạ, giá ok chị ạ. Ferrari, đó, Ferrari, Puma, logo của Ferrari nó làm quá đẹp ở đây này. Con này độ mới cũng rất là ổn nhé. Con này size của nó sẽ là size M đấy. Con này size M nha các bác. Con này tư vấn cho các bác là chuẩn size M luôn. Bác nào đang mặc áo size M thì lấy mã này xem là đẹp này. Đó. Puma Ferrari, hàng hiếm đấy các bác ạ, hàng hiếm đấy nha, độ mới áo là ổn nha, nó sẽ không kiểu, nó sẽ không mới kiểu như là 95-100% đâu, như con này ít nhất nó cũng phải được xấp xỉ 90%. Áo đẹp size M, con này 200.000, siêu rẻ nha, siêu rẻ luôn. 17 ạ. E18 thì cho bác con Polo Ralph Lauren, con này thì màu tím Huế, con này màu tím Huế nha các bác. Đó, đẹp lắm, con này thì em giặt cũng chưa khô nhé, giặt cũng chưa khô đâu. Áo rất là thơm, rất là sạch sẽ luôn. Con này size XL, nhưng mà size XL của châu Âu rồi, thì ra size của châu Á nó sẽ rơi vào tầm size 2XL chị em nhé. Bác nào mà tầm 85-90 cân, 85-90 cân, con này thậm chí bác nào mà xấp xỉ 100 cân mặc vẫn vừa, size lớn nha. 150.000 cho em mã E18. Áo mới tinh, hàng chính hãng Polo Ralph Lauren. Con này cũng dòng tem vàng, tem mới của Polo luôn nha các bác. Con này các bác mua mới là 2-3 triệu rồi, 2 đến 3 triệu một áo đấy. Con này size 2XL nha, size lớn cho em nha. Đó. 150.000 cho em mã E18 nha các bác. E19 này cho bác một con Polo Ralph Lauren. Con này cũng là dòng ngựa lớn luôn. Đó. Ngựa lớn thêu nhé. Mấy con này mua thì siêu đắt rồi. Đó, con này size S luôn.
Bác nào mà đang mặc áo size S thì lấy con này nhé, hàng Polo Ralph Lauren màu xanh rất đẹp, rất dễ mặc luôn. Đó, 200.000 giá chỉ mua được trên kênh của em thôi nhá. Con này size S nhé, bác nào đang mặc size S thì lấy cho em. Con này giặt vẫn chưa khô này, nó hơi ẩm ẩm một chút thôi, em sẽ phơi khô trước khi em ship cho các bác nhé. Đó, nó vẫn còn chưa khô nhé, áo rất là thơm luôn. Con này chuẩn size S, bác nào mà đang mặc size S lấy cái mã này cho em nhé, siêu phẩm 200.000, ok chưa ạ? Con này size S cho em nha các bác, E19 này, E20 lên cho bác một con Marco Donatelli. Con này thì nó cũng là cái dòng polo ấy, cũng là dòng ngựa thêu đấy các bác. Đó, con này thì nó chuẩn size M cho em nhé, thương hiệu ra đời năm 1986. Con này chuẩn size M mua cũng siêu đắt luôn, không hề rẻ đâu. Con này để cho bác mức giá là 160.000 cho em nhé. Con này chuẩn size M, trên áo nó để size M đấy. Đó, Made in India, sản xuất tại Ấn Độ nhé. Con này giặt cũng chưa khô, nó còn hơi ẩm ẩm một chút, giặt rũ rất là thơm tho rồi nha các bác. Cái lô hàng ngày hôm nay thì chỉ có tầm 6-7 con là em chưa có giặt thôi. Đó, đặc biệt mấy con áo trắng thì em không có giặt đâu. Áo trắng về nếu mà nó dính bẩn các bác tự xử lý cho em nhé. Và bán mức giá rẻ, trừ chi phí giặt là thì cho các bác là ok đúng không ạ? Con này chuẩn size M cho em nhé. Bác nào đang mặc áo size M thì lấy nhé. Con này nếu mà em tư vấn cho bác là tầm 50 xấp xỉ 60 cân nhé. 50 gần 60 cân, cao 1m65 đổ lại mặc cho em. Đó, con này nó cũng tầm size M nhỏ thôi, bác nào mà tầm size S mặc là đẹp này. Bác nào mà tầm size S, size S cộng mặc là đẹp nhé. Nói chung là từ 50 đến 55, 56, 57 cân mặc đẹp cho em nhé. Đó, con này để cho bác mức giá là 160.000 thôi ạ. E21 đây cho bác một con Tommy, con này màu cũng rất là sang luôn nhé. Con này size của nó cũng hơi lớn một chút, size XLO nhé. Đó, tem cốt của Tommy đây nhé. Rồi, con này hàng của Tommy, có một cái logo của Tommy ở đây, phối sang lắm, phối màu giống như là của Gucci này. Con này thì em tư vấn các bác là phải 80 nhé, 80 trên 80 cân cho em, cỡ 80-85 cân đấy, phải cao trên 1m7 mặc đẹp nhé. Đó, con này form của nó cũng không có quá lớn đâu, bác nào cỡ 80-85 cân mặc đẹp rồi. Con này phơi cũng chưa có khô đâu, nó còn hơi ẩm ẩm một chút. Áo em giặt rất là sạch sẽ rồi nhé, mặc dù bán cái mức giá quá là rẻ rồi. Con này để cho bác mức giá là 170k cho mã này nhé, 170k, hàng chính hãng của Tommy, siêu rẻ các bác ạ, đẹp lắm, form áo vải của nó còn rất là đẹp nha, kết là cái phối màu này nhá, mặc nó sang. E22 lên cho bác một con Polo Ralph Lauren, con này thì size to quá, con này cỡ phải 100 cân, 95-100 cân, con này em phơi cũng chưa khô nhé. Ở các bác nhìn này không phải là ố hay là áo bị lỗi gì đâu, em phơi còn chưa khô nhưng nó hơi ẩm ẩm một chút. Đó, nếu mà nó khô thì nó sẽ ra cái màu như thế này nhé. Đó, con này size nó lớn lắm, con này phải 95-100 cân, 95 cho tới 100 cân nhé. Đó, bên em là bán đủ size, từ những cái size nhỏ nhất cho tới những cái size lớn nhất nhé. Con này 140.000 bao ship cho em nhé. Mà E22, con này 95 đến 100 cân, áo rất đẹp, rất mới. E23 lên cho bác thêm một con Polo Ralph Lauren, con này cũng size 2XL rồi. Nói chung là bác nào đang mặc size 2XL thì lấy cho em con này là chuẩn size luôn nhé. Con này giặt cũng chưa khô luôn. Xin lỗi các bác nhé, nhưng mà em sẽ phơi khô trước khi em ship cho các bác. Có tại vì ngày hôm nay giặt rồi nhưng mà phơi lại gặp cơn mưa, gặp cơn mưa nó không có khô kịp. Áo thì rất là thơm tho rồi nha các bác. Con này size 2XL cho em, size 2XL nhé. Nó khô thì nó sẽ ra màu như thế này nha các bác. Nếu mà nó khô nó sẽ ra màu như thế này. Form áo còn rất là đẹp, chất cốt tông đó, form là còn gần như là còn nguyên bản luôn. Màu sắc áo vẫn còn rất là tươi, rất là đẹp. Con này size lớn nhá, 130.000, 130.000 size 2XL lấy ngay đi cho em nhá. E23 quá rẻ rồi. Tất nhiên nó phải hàng chuẩn nhá. Tiếp theo này, đây cho bác một con Lacoste, con này E24. Mà E24 lên cho bác con Lacoste nhé, con này cỡ 60-65 cân mặt đẹp. Size của nó là size số 3, con này thì nó tầm size M nhé. Con này là dòng Lacoste Sport. Đó, logo của Lacoste này. Con này thì độ mới nó 8 điểm nhé. Độ mới con này nó không quá xuất sắc, nó không kiểu mới kính con đâu. Nhưng mà 180.000 bán cho bác một con Lacoste với cái độ mới như thế này em nghĩ nó rất là ổn rồi. Nó cũng rất là đáng để mua rồi nhé. Con này 180.000 nó là màu đen nhé, nhưng màu đen của nó không còn được quá đậm, quá tươi đâu. Nó hơi bị xuống màu một chút rồi. Con này các bác mặc đi chơi, mặc đi làm cho em thì vẫn rất là ok. Và 180.000 của bao ship, nó vẫn là cái mức giá không thể chối từ.
các bác cũng không phải suy nghĩ nhiều đâu. Cái này chuẩn size M cho em nhé. Bác nào đang mặc áo size M thì lấy cái mã la cốt để cho em nhé. Cái này 170.000 mã E24 cho em. Đó, trên áo để những cái viền viền nhìn rất là sai. Con này nếu mà nó mới tinh thì em bán cho bác mức giá chỉ 250, 270, 280 chứ không phải đắt. Tommy này, lấy cho bác một con Tommy phối kẻ sọc ngang, rất đẹp. Con này chất cốt tông cũng còn rất là đẹp nhé. Tommy con này chuẩn size L luôn, made in India. Đó, made in India. Con này thì nó có dấu hiệu xù vải nhẹ thôi. Dấu hiệu xù vải nhẹ nhé. Nói chung các bác mặc thì nó không ảnh hưởng gì đến cái thẩm mỹ đâu. Nhưng mà em cầm con áo gì lên mà nó có vấn đề nhỏ cũng phải báo cho các bác về tình trạng của áo nhé. Nó xù nhẹ thôi. Con này thì nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của áo cả. Còn các bác thích xử lý cho nó mịn màng đấy thì các bác mua cái máy đánh xù vải để các bác đánh đi là nó sẽ rất là đẹp nhé. Còn con này áo là siêu mới luôn. Có những con áo mới nguyên tem mạc mà vải nó bị xù là chuyện bình thường, đặc biệt là cái dòng cốt tông như các bác không thể tránh khỏi đâu ạ. Tommy này, con này siêu mới luôn chứ. Chuẩn size L 140.000 cho em mã này, 140.000 hàng của Tommy, áo mới tinh, vải hơi bị xù này. Xù nhẹ thôi, cái dòng này xù nhẹ thôi, nó là cái vấn đề cực kỳ bình thường của áo cốt tông thôi. Nhưng mà em không thích, em nhìn nó không có ưng mắt lắm, bán 140.000. 26 nhá, 26 lên cho bác một con Nike cốt tông. Con này độ mới thì nó cũng không quá mới đâu. Con này size của nó là size XL, made in Bangladesh. Con này các bác mặc đi chơi cà phê cà pháo cho em ok nhé. Còn các bác mặc đi tiệc thì nó không đủ độ mới để các bác mặc đi tiệc đâu. Màu của nó thì vẫn còn rất là ok, form dáng áo chất cốt tông nó vẫn còn rất là đẹp. Nó không có bị xuống form, không có bị chảy form đâu nhé. 100% cốt tông made in Bangladesh. Con này size của nó sẽ là size XL, trên áo nó để là size XL nhé. Con này cũng XL nhỏ thôi, con này chuẩn size là size L đấy các bác. 70-75 cân mặc đẹp cho em nhé, 120.000. Con này mặc các bác mặc đi chơi đi làm đó vẫn còn rất là đẹp đó. 120.000 E27 lên cho bác một con Polo Ralph Lauren. Con này phối sang kinh khủng luôn, con này là chất cốt tông luôn ạ. Màu còn rất là đẹp, rất là tươi, con này thì rất là mới. Con này size L nhé, Polo tem vàng, vẫn là cái dòng tem vàng các bác. Giá này là giá tri ân nhé, giá này là giá tri ân. Size L cho em nhé, E27, 250.000. Con này đẹp nhé, con này đẹp, bác nào 60-70 cân mặc đẹp cho em. Đẹp nhất là 70-72 cân, cao 1m7, mặc là vừa vặn là đẹp nhất cho em này. Con này E27, E28 đây, thêm cho các bác một con siêu phẩm của nhà Polo Ralph Lauren. Đó, con này các bác mua không bao giờ có giá dưới 500.000 được đâu ạ. À, em chắc chắn luôn đấy ạ. Em chắc chắn các bác mua ở đâu cũng vậy, các bác mua trên những kênh khác, các bác mua ở không phải trên kênh YouTube nữa, các bác mua ở ngoài bất cứ cửa hàng nào người ta bán mấy cái mẫu của Polo như thế này không bao giờ các bác mua được với mức giá 500.000, dưới 500.000 đâu nha. Đó, con này là dòng Polo Ralph Lauren big logo, tem của nó là dòng tem vàng, dòng tem mới đấy, dòng cũng mới sản xuất thôi. Hàng của con này made in Sri Lanka nhé, chuẩn hãng 100% luôn, thêu 100%. Con này mua mới siêu đắt nha. Đó, con này thì size của nó cũng là size rất là đẹp luôn ạ. À, con này size L cho em nhé, size L 300.000, chỉ có trên kênh này thôi nhé, 300.000. Tiếp theo lên cho bác một con Sla giờ. Con này là hàng của Anh luôn, nó là con báo, con này không phải Puma đâu nhá. Cái thương hiệu này nó bán đồ cũng rất là đắt và hàng của nó làm ra cũng rất là đẹp nhá. Con này chất cốt tông size S, bác nào đang mặc áo size S thì lấy mã này cho em nhé. Bác nào đang mặc áo size S thì lấy mã này cho em, chuẩn size S luôn nhé, hàng của Sla giờ. Con này chất cốt tông màu xám cũng rất là đẹp đó. Con này tem thì nó để hết bên trên rồi, tem đi kèm với cốt của nó đây. Con này 150.000, chuẩn size S, 150.000 bao ship. Tại vì cái kiện này thực ra nó không phải là cái kiện quá đẹp đâu các bác. Kiện này thì em bán bị lỗ rồi. Kiện này chắc chắn là bán lỗ rồi. Bởi vì cái test này em khui 150 áo thì đây là những cái con đẹp nhất là có thể phục vụ với các bác, cho các bác với cái mức giá là hòa vốn hoặc có lời một chút thôi ở một sản phẩm thôi. Còn em còn đến 90 con áo mà nó không có đủ cái chất lượng để em bán cho các bác mức giá là trên 100.000 ấy. Thì con đấy, những cái sản phẩm đó thì em sẽ sắp xếp một cái ca line gần nhất để bán sale cho các bác mức giá là từ 50 cho đến 100.000 một mã nha. Thì các bác có thể mặc về mình tặng, mình mặc đi lại đi chơi. Hàng của Lacoste, Tommy, Polo rất là nhiều luôn, nó gần 90 mã luôn. Nên bên em sẽ set up một cái buổi live gần nhất để bán cho các bác, để các bác về mình mặc đi lại.
đi chơi cho tặng thì tùy các bác nhé. Nó vẫn là hàng hiệu như cái lô hàng này, nhưng nó sẽ có những cái sản phẩm, thứ nhất là hàng bị hơi cũ này, hàng bị cũ này, bị lỗi nhỏ này, bị dính bẩn này, hoặc là những con hàng fake. Đó, thì bên em sẽ bán với mức giá 50, 80 hoặc 100 nghìn cho một mã để các bác về săn. Các bác muốn làm gì thì các bác làm nhé. Còn cái lô hàng này bán với cái mức giá như thế này, cái kiện hàng này thì thực ra nó chia sẻ với các bác là nó bị gãy kiện rồi, gãy kiện rồi, bán không thể bù vốn được đâu. Con này bán được bao nhiêu thì bán thôi. Đó. Còn giá bán cho các bác những cái sản phẩm như thế này thì thật ra hàng nó gãy thì em cũng không muốn bán giá cao cho các bác làm gì. Thậm chí những cái sản phẩm này thì có thể bán giá cao hơn rất là nhiều, nhưng mà thôi, không sao cả, đằng nào cũng lỗ rồi, bán giá ok cho bác về chơi nhé. Con này mặc E30, một con Polo Ralph Lauren. Đó, con này thì áo thì còn rất là ok, áo rất là ok nhé. Nhưng cái phần cổ áo này thì nó hơi bị xuống màu một tí ở phần này. Đó, nó không phải là con áo quá hoàn hảo đâu, nhưng mà vải cốt tông của nó thì còn rất là đẹp, màu còn rất là sáng luôn. Hàng của Polo Ralph Lauren, cái này các bác mặc đi chơi hoặc đi làm cho em vẫn còn rất là đẹp nhé. 140.000 cho em con này nhé, con này thì chuẩn size M, 140.000 một con Polo Ralph Lauren. Đó, vải của nó rất là mới luôn. Còn cái phần cổ này do cái quá trình nó đóng kiện đấy các bác, nó ép vào với nhau trong một cái thời gian dài đấy, thì màu nó sẽ bị bạc, nó sẽ bị xuống ở cái nếp gốc này. Áo cốt tông nó rất hay bị nha. Đó, đó là cái lý do vì sao bên em cực kỳ sợ bán hàng chất cốt tông luôn. Bán thể thao thì nó dễ hơn, hàng nó mới hơn, thì đôi khi các bác nhận hàng các bác thấy vui hơn. Đó, còn hàng cốt tông thì bán chẳng lời là bao đâu. Bản chất của hàng cốt tông là khi các bác chơi đấy, bác mua hàng đấy, thì nó sẽ không mới bằng thể thao với cái sơ mi ở bên em bán cho các bác được. Nên cái dòng này bên em cũng rất là ngại bán luôn, thực sự rất là ngại bán. Đó. Còn giá bán thì như thế này là quá ổn rồi nha các bác. Các bác cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa. Bởi vì em bán cho các bác một cái sản phẩm thì bên em phải tham khảo, thứ nhất là giá thị trường nó như thế nào, còn hàng bên em bán lúc nào cũng rẻ và hàng hiệu 100% nhé. Con này 140.000 mà E30. E31 này, lên cho bác một con này Levi. Đó, con này Levi luôn. Hàng của Levi, con này size cũng rất đẹp, size L nhé. Ở đây thì nó có một cái big logo của Levi này. Đó, bác nào chơi hàng Levi thì lấy mã này đi, bởi vì nó cũng rất là rẻ. Con này 180.000, độ mới tầm 8 điểm nhé. Độ mới tầm 8 điểm cho em nhé. Đó, con này mặc đi chơi đi làm vẫn rất là đẹp. Chất cốt tông, form dáng áo vẫn còn rất là đẹp nha. 180.000 nha các bác. 180.000. Chia sẻ thẳng thắn với các bác là bác nào mà quá khó tính ấy, thì bác không nên chơi hàng cốt tông nhé. Còn nếu mà các bác dễ tính thì các bác có thể, nếu mà các bác quá khó tính khi các bác mua đồ si thì các bác nên chơi qua hàng thể thao. Nên chơi qua hàng thể thao thì nó sẽ đáp ứng cho các bác được cái phần độ mới cao, độ mới cao. Còn hàng cốt tông thì bao giờ cũng vậy rồi. Em chỉ có cố gắng lắm thì cũng chỉ duy trì cái mức độ mới của sản phẩm 80 đến 90 thôi. Còn nếu mà các bác đòi hỏi đến 95-100% thì không bao giờ làm được với những cái kiện cốt tông đâu ạ. Con này hàng Levi các bác, con này size L nhé. Con này 70-80 cân, 70 thì mặc hơi rộng rãi thoải mái này, chuẩn size 75-80 cân mặc đẹp cho em nhé. Con này nó cũng rơi vào tầm size XL đấy. Con này mặc E31 cho em 180, hàng của Levi rất đẹp. Thêm cho bác một con Lacoste này, con này made in Peru, màu đen, con này thì đẹp. Con này size là size số 5 nhé. Con này rơi vào tầm size M, bác nào cỡ 60-65 cân, cao 1m65 mặc là đẹp nhất nhé. Đó, con này 70 cân mặc vẫn được, 70 cân mà người thon gọn một chút mặc đẹp cho em này. Lacoste made in Peru, màu đen, còn rất đẹp nha. 250.000 bao ship, 250.000 cho một con Lacoste. Rẻ quá rồi mọi người ạ, rất rẻ luôn. Tại vì em cũng hay tham khảo giá của bên khác, mấy con Lacoste thì người ta còn bán 400-500.000. Tùy các bác ạ, cái đấy mình cũng không nên nói làm gì nhiều. Đó, một cái sản phẩm đồ si thì mỗi bên bán một giá cũng chịu địch mà. E33 đây cho các bác một con Puma nhé. Puma này, con này chất cốt tông. Đó, hàng Puma con này em giặt cũng chưa khô này. Cái phần các bác nhìn thấy là cái phần nó còn đang bị ẩm nhé. Còn màu chuẩn của nó thì sẽ là màu như thế này. Con này chất cốt tông nhé. Chất cực kỳ dày dặn, đẹp lắm. Puma này, con này chất cốt tông 200.000 cho em nhé. 200.000 cho em mã này nhé. Con này chuẩn size L luôn. Bác nào mà đang mặc áo size L thì mặc con này là đẹp. Chất cốt tông hàng Puma màu xám. Cái này là nó chưa khô nha các bác. Logo theo 200.000 thôi.
E34 đây cho bác một con Polo Rathdoran, con này cũng size lớn rồi. Con này size 2XL rồi, con này bác nào mà tầm 90 95 100 cân, nói chung 90 đến 100 cân mặc cho em nhé. Nhưng mà con này nó mới lắm, con này nó mới tinh nên tôi bán 150. Con này em định để giá 170 đấy, nên tôi để 150 cho các bác luôn nha, 150. Con này mà E34 cho em này, E34 con này để cho các bác mức giá là 150.000 bao ship, áo còn rất đẹp, hàng Polo Rathdoran, con này là bản tem tem cũ. Size 2XL nhé, bác nào cỡ 90-100 cân mặc cho em nhé, hàng chính hãng chuẩn 100%. 150.000 E34. E35 này, lấy cho bác một con Tottenham Nike. Đó, một con Nike Tottenham nhé, bác nào mà fan của Tottenham thì lấy mã này xem. Áo nó độ mới không có quá cao đâu, con này cỡ được 8 điểm thôi, trên dưới 8 điểm nhé. Nike, con này size là size L, chuẩn size L luôn. Con này mặc đi chơi cà phê cà pháo cho em là ok rồi, dính một vết bẩn về tự xử lý cho em nhé. Bẩn này là giặt được, bẩn này giặt được, nó giống như là cái vết cái sơn nước các bác, cái sơn nước có phải ngâm là giặt là sạch. Tại vì con này em giặt bằng máy nó không có sạch được đâu. Cái này các bác chăm, các bác xiên, các bác vò tay cho em nhé. Con này 130.000 Nike, hàng Nike Tottenham, tất nhiên là hàng chuẩn. 130.000 size L cho các bác mà E35. E36 lên cho bác một con là Ferrari Simer. Ferrari Simer nhé. Con này bác nào mà cỡ 50-55 cân nhé, con này tem dưới bị cắt rồi, tem dưới bị cắt rồi. Con này để bác mức giá là 140, phía sau nó thêm cái logo đẹp lắm. Con này chắc là hàng chuẩn thôi, mất tem cốt rồi, nhưng mà con này hàng chuẩn đấy. Bởi vì hàng fake nó không bao giờ làm được cái độ mà nó hoàn thiện cái áo đến mức độ như thế này rồi. Con này size S nhé, bác nào cỡ 1m65, nặng từ 50-50 cân một chút mặc đẹp. Con này chuẩn size S cho em nhé, size M này là size M nhỏ đấy, chuẩn size là size S cho em nhé. Logo Ferrari là thêu, đó. Logo phía sau cũng là thêu màu đen, áo còn rất là đẹp. 140.000 E36. E37 lên cho bác thêm một con Slazer. Slazer nhé, con này size của nó sẽ là chuẩn size L cho em, chuẩn size L. Bác nào đang mặc áo thun size L thì lấy cho em, chất cốt tông rất là đẹp, độ mới áo cao nhé. Logo Slazer là thêu. Thương hiệu này nó bán cực kỳ đắt, nếu các bác mua mới 170.000 cho em mã E37. E38 này cho bác một con Lacoste, con này dòng Lacoste đời cũ rồi. Dòng Lacoste đời cũ rồi, màu đỏ này, logo thêu. Con này dòng Lacoste đời cũ lắm rồi. Đây, tem cốt là đầy đủ nha. Con này để cho bác mức giá là 150 nha. Con này 60-70 cân. 60-70 cân xuất cốt tông. 60-70 cân nha các bác. 60-70 cân lấy cho em mã này nha. Cúc của nó cũng dập logo của Lacoste luôn nhé. 60-70 cân, con này E38 cho em. E38 nha các bác. E38 150.000, áo còn rất là mới nha. E39 đây cho bác một con Polo Rathdoran màu xanh bơ, con này size L. Polo Rath màu xanh bơ size L, áo cốt tông form còn rất là đẹp, màu vẫn còn rất là tươi tắn nha. Con này trên áo để size M đấy, nhưng size M Âu rồi, nó sẽ rơi vào tầm size L của châu Á nhé. Màu xanh bơ và con Polo Rathdoran độ mới ổn nhé. Độ mới nó không xuất sắc nhưng độ mới nó ổn so với giá bán á. 150.000 chuẩn size L, E39 á. E40 đây cho bác một con Polo Rathdoran, con này thì rất là đẹp, con này mới lắm, con này khá là mới luôn ạ. Con này không bán rẻ được nhé, con này bán cho bác mức giá là 250. 250 vẫn là một cái giá quá là rẻ. 250.000 cho em mã này nhé, con này size L. Con này bác nào mà 70-80 cân mặc đẹp. 70-80 cân nhé, 70-80 cân mặc đẹp cho em. 70 nó sẽ đẹp theo cái form 70-75, mặc sẽ vừa theo cái form 75. Khi mà em nói 70-80 thì các bác 70-80 các bác mặc nó sẽ đẹp nhé. Đó, 70 mặc hơi rộng rãi thoải mái, 75-76-77 cân thì mặc vừa vặn. Còn 80 cân mặc hơi ôm body một chút thôi. Size L, con này mặc E40 250 nhé. E41 thì cho bác thêm một con Rathdoran, con này bản tem xanh, tem cũ rồi, con này màu cũng rất đẹp, chất cốt tông con này cũng khá là mới, nhưng size con này khá lớn nhé. Con này bác nào phải 90-100 cân mặc cho em, 90-100 cân mặc cho em nhé. Con này 120.000 mặc E41, áo còn rất là đẹp, rất mới, tất nhiên nó vẫn là hàng chính hãng rồi nha các bác. Hàng này em check rất là kỹ rồi nên các bác cứ yên tâm. Con này 120.000 nha, size lớn lắm. Thôi con này để bác giá 120, không bớt được tiền. Em tính để 100 ấy, nhưng mà thôi bán lỗ quá. Con này lên cho bác một con Adidas này. Adidas con này chất cốt tông, dòng Essential Sport. Đó.
Adidas này, logo vẫn còn rất là mới, rất là đẹp nha. Con này màu xanh rêu, chất cốt tông cho em nhé. Tem dưới bị cắt rồi, nhưng con này hàng chuẩn Adidas 100% nhé. Đó, nhìn vào cái tem này là biết rồi. Con này chuẩn size L cho em nhé các bác, chuẩn size L cho em. Con này chất cốt tông, 70-75 cân mặc đẹp, 70-75 cân mặc đẹp, 180.000 cho em Adidas này nhé. Con này chất cốt tông, màu còn rất đẹp, rất là tươi luôn. Size L E42. E43 lên cho bác một thêm một con polo wrap lauren màu xanh, xanh rêu này, logo thêu, form áo còn rất là đẹp, vải còn rất là mịn, không xù vải, xù biết gì đâu. Con này 200.000 size L chứ, 200.000 cho con polo này nhé, 200.000 size L, E43, dòng polo tem vàng, dòng polo tem mới, các bác mua mới rất đắt, rất đắt. E43 E44 lên cho bác một con polo wrap lauren màu trắng, con này trắng thì nó sẽ dính bẩn nhé, dính một vài vết bẩn nhỏ thôi. Con này các bác về ngâm giặt cho em là nó sẽ rất là sạch, vải con này sờ siêu mịn và vải nó siêu mới luôn. Con này size để trên áo là size S, nhưng con này cũng tầm size FO rồi. Con này 60-70 cân mặc đẹp, 60-70 cân mặc đẹp nha. Con này cũng sấp xỉ size L luôn này, sấp xỉ size L nha, bởi vì số đo của nó là số đo của size L luôn đấy. Nên em tư vấn cho nó chắc cú thì bác làm tầm 60-70 cân mặc đẹp, 60-70 cân mặc đẹp nha. Logo polo là thêu, con này vẫn còn rất là đẹp, rất là mới thôi. Con này 180 các bác, 180.000, form áo còn rất là đẹp. Đó, vải rất là mịn nhé, không có xù vải, không có vấn đề gì đâu. Con này thậm chí nó chả dính bẩn gì đâu, không dính bẩn gì đâu nha. Con này 180.000. E45 này, E45 đây cho bác một con Tommy. Con này thì size XL nhé, size XL, nó để là size L đấy, nhưng mà con này size XL. Size LO thì nó sẽ là size XL cho bác. Con này size XL cho em nhé. Bác nào 75-80 cân mặc đẹp, 75 cân thì mặc hơi rộng rãi, thoải mái một chút thôi. Chuẩn size là 80 cân mặc đẹp cho em con tôm mì này nhé. Màu rất đẹp, vải còn rất là ok nhé. Vải cốt tông như thế này còn rất là mới rồi đấy ạ. 160.000 cho em mã tôm mì này, E45. E46 lên cho bác con Lacoste, con này size XL. Con Lacoste là size XL nhé. Đó, Lacoste size XL, con này để cho bác mức giá là 200, con này là size L thôi. Nó để size XL nhưng con này nghĩ tầm size L. Con này bác nào mà cỡ 70-75 cân mặc đẹp, 70-75 cân mặc đẹp, màu trắng nhé. Con này về ngâm lại cho em, nó dính một vài vết bẩn li ti trên áo, dính một vài vết bẩn li ti trên áo. Con này 200.000. E46 Lacoste, E47 lên bác thêm một con Lacoste, con này dòng sport. Con này về cũng ngâm giặt lại cho em nhé, màu trắng, nó dính một vài vết bẩn này, một vài vết bẩn li ti trên áo nha. Con này bán 180.000 thôi, 180.000 thôi. Con này size của nó là size số 3, nó rơi vào tầm size S, size M đấy. Con này bác nào vào tầm 55-60 cân mặc đẹp, 55-60 cân mặc đẹp nhé. Đó, con này nó rơi vào tầm size S, size M đấy nha các bác. Nhìn vào thông số áo bên em đo đạc mà chọn nha các bác. Dòng Lacoste Sport, đó, dòng Lacoste Sport thì các bác mặc nó sẽ hơi hướng là cái chất thể thao một chút nhé. Con này 180.000, E47, siêu rẻ. E48 này, lên cho bác một con Puma chất cốt tông màu xanh lá nhé. Con này áo vẫn còn rất là đẹp luôn. Con này size là size XL này, size XL nha. Bác nào mà cỡ 80 cân mặc đẹp nhất, 80 cân mặc con này là chuẩn size rồi. 80 cân mặc con này là chuẩn size nha. Puma logo thêu, tất nhiên nó là hàng chính hãng rồi. Con này 170.000, áo màu sắc còn rất là tươi tắn luôn. 170.000 chất cốt tông siêu mềm không xù vải nha. Con này 170.000, E48 size XL. E49 lên cho bác thêm một con polo wrap lauren, con này size XXL rồi, con này size XXL. Đó, con này thì em nghĩ 80-85 cân mặc được rồi, 80-85 cân mặc là đẹp cho em nha. 80-85 cân polo wrap lauren, con này để cho bác mức giá là 160.000, 160.000 cho em mã này nha, hàng polo wrap lauren. Con này E49. E50 lên cho bác một con Levi, con này made in Pakistan, Levi nhé. Con này màu trắng, trắng ngà nhé, nó không phải là trắng tinh tươm đâu, nó là màu trắng ngà ấy, hàng chính hãng Levi. Con này để cho mức giá là 160.000 luôn. Con này size trên áo để là size M, nhưng con này cũng là size MO rồi. Con này sẽ là chuẩn size L của châu Á nhé, 70-72-73 cân mặc đẹp cho em này. Đó, có logo của Levi ở đây, con này nó sẽ không mới kính con đâu. Con này nó tầm 8/8 điểm thôi, bán cho bác mức giá là 160.000 bao ship luôn nhé. Các bác về ngâm giặt lại đôi khi nó sẽ trắng hơn rất là nhiều, nó sẽ mới hơn rất là nhiều. Đó, con này thì bên em giặt máy, bên em chưa có ngâm đâu, nên cái màu của nó vẫn chưa có thể mới nhất có thể đâu nha các bác. 160.000 mã E50. E51 lên cho bác một con tôm mì phối kẻ sọc ngang, màu cũng rất là đẹp. Con này màu quá đẹp luôn.
Con này 130.000 size của nó cũng hơi lớn nhé, size con này cũng rơi vào tầm size 2XL. Con này bác nào phải 90 cân đổ lên, 90-95 cân mặc đẹp, 85 cân mặc vẫn được nhé. Nếu các bác mặc theo cái phong cách rộng rãi thoải mái nhé. Size trên áo nó để là size L, nhưng con này ra size châu Á là tầm size 2XL nhé. Con này mã E51 cho em 130.000, hàng Tommy chính hãng, quá là rẻ rồi. Bác nào mà size lớn mua hàng bên em thì nó là một cái lợi thế lớn nhé. E52 lên cho bác thêm một con Polo Ralph Lauren chất cốt tông nha. Con này độ mới thì không có quá xuất sắc, độ mới ở cái tầm ổn thôi. Ok để các bác mặc đi chơi, cà phê, cà pháo. Đó, nó không kiểu mới xuất sắc để các bác mặc đi tiệc thôi nha. Em là em rất là khó tính. Con này size XL nha, nên em đánh giá sản phẩm nó cũng rất là khó nha. Con này size XL, khó tính trong cái chọn sản phẩm cho các bác thôi. XL nha, con này chuẩn size XL. Bác nào mà tầm 80 cân mặc vừa vặn, 80 cân mặc đẹp, mặc vừa vặn luôn đấy ạ. 150.000 cho em mã E52. E53 lên cho bác thêm một con Polo Ralph Lauren. Con này thì cũng là màu tím, màu này dễ mặc mà. Màu này rất là dễ mặc luôn. Polo Ralph màu tím nhá, chất là chất cốt tông, nó vẫn là cái dòng tem vàng, tem mới của Polo đấy. Con này size M, made in Cambodia, tem cốt đầy đủ. Con này size M Âu rồi, con này phải size XL châu Á nhá. Con này 80/80 cân mặc đẹp cho em, 80/80 cân. Con này 150.000, màu tím, áo vẫn còn rất là đẹp luôn, màu cực kỳ tươi. E54 đây cho bác một con Chemi Lacoste, dòng Lacoste này cũng dòng Lacoste đời cũ rồi, chất con này chất cốt tông nó siêu dày luôn. Con này made in France, con này sản xuất tại Pháp luôn nha. Tem cốt là made in France. Con này dòng Chemi Lacoste, dòng Lacoste nó hơi cổ rồi. Đó. Con này chất dày dặn lắm các bác ạ, con này chất siêu dày. Form áo rất là đẹp nhé, con này 170.000 cho em. 170.000 nhé, con này 75-80 cân, 75 cân thì mặc nó hơi rộng một chút thôi. Chuẩn size là 80 cân, size của nó rơi vào tầm size XL cho em nhé. Hàng của Chemi Lacoste chất cốt tông siêu dày. Con này mà E54, E55 này, lên cho bác một sản phẩm của Adidas. Adidas nhé, con này chất thể thao co giãn, nó là chất thể thao mỏng nhé. Chất thể thao mỏng, con này mặc ở nhà mặc đi chơi cho em là ok này. Con này size của nó cũng rơi tầm size 2XL, là size khá lớn. Con này để cho các bác mức giá là 120.000. Bác nào cỡ 90-95 cân nhé, 90-95 cân mặc đẹp, 85 cân mặc rộng rãi thoải mái nhé. Chuẩn size cỡ 90-95 cân mặc đẹp, đát. Hàng chuẩn của đát đấy nhé. Áo thì còn rất là đẹp. Con này chất mỏng, nhẹ, mát. Mặc mùa hè cho em là quá là ok. Rồi 120.000 bao ship 55. 56 đây, 56 lên cho bác một sản phẩm của Lacoste luôn. Con này hàng của Lacoste, size cũng khá lớn nha. Con này bác nào phải cỡ 100 cân, bác nào cao tầm 1m7 mà nặng tầm 90-100 cân mặc con này mới được. Con này 100.000, size nó lớn lắm. Size số 9 này, size số 9 lần đầu tiên mà em cầm trên tay một con Lacoste size số 9. Khiếp. Con này Lacoste made in France, size to kinh khủng. Bác nào 90-100 cân mặc con này mới được nhé. 90-100 cân 100.000 cho em bác này. 56. 57 lên cho bác một con Adidas. Con này là chất cốt tông. Adidas chất cốt tông, độ mới không có quá cao đâu. Độ mới vừa phải thôi. Độ mới vừa phải nhé. Con này 140.000 size L, dòng Adidas Essential. Adidas Essential nhé. Em hơi khó tính nên các bác yên tâm mua đi. Hàng em lựa ra em bán giá như thế này là quá là ok rồi. Đó, các bác mua hàng xì thì các bác biết rồi, nhiều khi mấy cái con này các bác mua được thì người ta bán cho bác 300-400 cũng có, 300-400 cũng có. Còn con này nếu tính ra độ mới của nó thì cũng trên 8 điểm, nhưng nó không phải nghe hàng thì kiểu hàng cũ đâu. Nó đẹp, nói chung là nó đẹp đấy. Con này chuẩn size L cho em nhé. E57 bác nào 75 cân, 76, 77, 78 cân mặt đẹp này. Đó, E57 con này 140. E58 mã cuối cùng trong ca live buổi tối hôm nay, con này thì size của nó là size M và con này là chuẩn size M nha. Bác nào cỡ 50-60 cân mặc vừa vặn này, 50-60 cân nhé. Rồi 50-60 cân mặc cho em mã này đẹp, chuẩn size nhất là 60 cân nhé, con này chuẩn size M luôn. Polo Ralph ngựa lớn, đó, thêu 100% luôn. Con này dài tay, chất cốt tông rồi size M nhé, con này made in Philippines. Mã cuối live, con này 200.000, màu trắng nha. Màu trắng thì nó sẽ không phải là kiểu trắng tinh tươm, trắng sạch sẽ đâu. Nó sẽ dính một vài vết bẩn đấy. Vết bẩn li ti ấy, các bác về ngâm giặt cho em nhé. Còn Polo Ralph Lauren dài tay, big logo như thế này bán trăm là cái mức giá. Quá là ok rồi ạ. À.
Rồi, con này mã cuối cùng E58 cho em này. E58 200.000 cho em mã này nhé. Mã cuối cùng trong cái live buổi tối ngày hôm nay nha các bác. Thì tối mai theo lịch thì có thể bên em sẽ lên cho bác một cái lô áo sơ mi Nhật. Sơ mi Nhật mới về được hai kiện cũng siêu đẹp luôn. Nhưng em đang phân vân. Nhé, có thể ngày mai lên sơ mi hoặc có thể ngày mai em làm cho các bác cái lô áo polo hiệu đấy mà bán siêu 50, 80, 100k đấy, thì nó sẽ có hai phương án như vậy nhé. Còn ngày mai bán gì thì các bác đợi nhé, các bác đợi giúp em. Rồi em cảm ơn các bác và kính chúc các bác có một buổi tối thật vui bên gia đình.